các bạn cho mọi người cùng xem nha. Cây trăm lẻ cắt xong rồi, bây giờ đang chuyển vô nha các bạn. Cây này của Thái miền Tây nha, cây đi cây trăm lẻ của Thái miền Tây nè các bạn. Đầu ô của hào của bự, hôm qua có được vừa mấy luôn ha. Cắt xong bây giờ chuyển vô các bạn ơi, chuẩn bị cắt cái bến mới ha. Mới xuống tới á. Xuống tới hả? Rồi đậu đây các bạn. Đậu đây anh em phủi bụi. Quay kéo. Máy kéo đi tới 4 người nha các bạn. Rồi xong cái rồi giờ anh em chuẩn bị vệ sinh máy nha các bạn ơi. Ồ. Ồ, vậy với tao. Rồi, bạn thấy không? Mạnh lắm. Máy xài 4 năm rồi đó nha các bạn. Còn máy chát luôn các bạn ơi. Sướng. Nói chung máy này là còn xài gần green nha các bạn. Xài gần xương cá mình đó nha. Đây các bạn nè, gần xương cá nha. Đang thổi. Rồi nó kéo đang vô luôn nha. Ở đây cũng vuông tôm nha các bạn, nhưng mà nó không có cầu ha. Ta có chừa cái bãi cho mình vô. Có quay mấy chụp lại không? Hả? Có quay mấy chụp lại không? Không. Thiệt. Nó dốc. Đi ghê chưa? Đường này chở lúa thì thôi rồi, cái này còn mấy trăm công đưa vô đường này chạy cũng không ngán nữa các bạn. Cái đường nó bự mà nó bằng, nó cứng chỗ này, phải nói là đã luôn cái đường. Mà ngặt cái đường có bên lớn đây mà chở có như cắt đâu có mấy công đất thôi các bạn, uổng quá luôn. Còn cắt đâu nữa Thái? Rồi, sẵn rồi qua chỗ bạn nha. Thái miền Tây chế luôn cái miếng này nha các bạn. Các bạn thấy miếng này không? Hay nha. Miếng này để làm chi? Để mình bảo vệ cho cái được cái bật đạn dưới cái commission này xình nó ít cái văng này nha các bạn. Cái này nè. Tại vì lúc mình hạ hàm xuống cái gần cái bánh xích đó, rồi bánh xích nó cán sình, có nó văng ngược chơi vô đây. Các bạn thấy nó chạy đó cũng sình không, mà mình ở đây khô gan là thấy không thì hay lắm nha, bảo vệ được cái bật đạn này và cái cộng dây sên này sình không có vô. Thì có ở đâu mình làm cái miếng le lớn đây mình chặn lại cái, thấy không các bạn? Thay vì mình bắt cái miếng bẩn chỗ này đó, mình lấy ấy chỗ này mình bỏ đi, bảo vệ vậy đó, đơn giản à, vậy đó mà xịn nó không vô. Thời 4 năm còn mới chát. Cắt đâu nữa? Ừ.
máy này xài một bình luôn đó các bạn, có đồ bơm dầu luôn nè các bạn thấy không, máy bơm dầu này mua có mấy trăm mà các bạn ơi, cũng dễ chơi lắm. Hai bốn sáu bảy tạ, 100 là 7 tạ. Mấy chỗ nào cũng biết trần trần rồi. Cái gì? Điện mấy đổ mà đổ chỗ nào cũng biết. Trời ơi, giờ hơi không đâu có giỡn mặt với tôi được. Ừ. Tôi đâu cũng tới rồi. Đâu gặp hết trơn á, không bao giờ chạy khỏi tôi đâu. Hay gì tôi. Thấy mà khui rồi bắt chụp rồi. Chẳng những ngủ tôi biết mấy ông nằm chỗ đó, tôi kiếm đường tôi đi tắt cho nó còn gần nữa kìa. Chứ nói rồi đi kiếm mấy ông thì nó quá trời cũng dễ. Cái bơm dầu này mấy trăm? Thầy biết rồi, thấy kìa. Bơm dầu này mấy trăm thấy? Hí bơm dầu này bữa hổm nói mấy trăm? 650 nha các bạn. Cái bơm dầu nó tiện lợi cho mình lắm. Đúng, dầu tới ở trên mạng luôn á. Thấy không, dưới này không có nữa đó. Lên trên mạng mua mới có à? Không mua quánh nó 6 cái nó cứ lộn ngoài kìa. Thường nó làm đủ món mà ăn không chừa đâu chân ha. Vậy đó hả? Ừ. Nó mày heo ăn 2 cái, ăn đâu 2 cái vào, hai mua hiếu rồi. Ông tính đâu cái giá thằng rồi, ông mua lộn rồi đó. Bố tài. Mà bố tài không mua nữa luôn. Tôi nói ông mà gần. Trời ơi. Cái gì vậy? Chắc 170 luôn. Trời ơi, tao tưởng. Ủa, phải 100 lẻ của. Tao thưởng cái tiếng máy bữa hổm. Cắt đâu nữa? Hả? Ê, các bạn thấy cái này cái gì không các bạn? Mũi nhọn. Cây sắt mũi nhọn quá thấy không? Nhồi phải đâu nghe, mà nói chơi chứ thật sự nó lợi hại lắm nha các bạn ha, cái mũi này quan trọng nha. Dân trong nghề á mình mới hiểu nha, cây này nè. Không biết nó dành năm lộn. Bên đây mũi nè nghe các bạn. Cái mũi này là chỉ là mình để cho nó dễ vít lúa lên thôi, chứ nếu như mà tới mà mình muốn cho nó ra bự nữa là mình có cây mình nối ra thêm nữa nha các bạn, càng bự càng thêm nữa. Cái hàm 2m7 chứ mình cắt có thể ra 3m đó các bạn, mình nói gì các bạn hiểu ha. Cây này cũng vậy nè ha. Ha, quên pin nè, xin lỗi tại vì em đẹp quá. Không mà đẹp thiệt thì mình nói đẹp thôi. Há kéo từ đầu trong rồi tới đầu ngoài luôn. Trời dễ gì tha. Còn mấy clip kia của ngựa đây kìa. Hôm tâm trời ông cháy đầu đạn hả? Hả? Hôm tâm về trời cháy đầu đạn này. Trời gì? Cháy đầu đạn. Ờ. Chạy lại này rước cá không thì lượt. Tao không chạy gì luôn, ổng mới 5 giờ chạy về gì nữa. Còn đâu nữa? Còn đâu nữa lần.